Xin cảm ơn sự đón xem của quý vị trong chương trình Bản tin hoạt thành ổn. Kính thưa quý vị, và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp xúc của chị Minh Thúy với ông Nguyễn Thanh Trang đến từ California. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay Minh Thúy hân hạnh được tiếp chuyện cùng với giáo sư Nguyễn Thanh Trang đến từ California. Ông là chủ tịch sáng lập mạng lưới nhân quyền Việt Nam tại California. Xin kính chào giáo sư. À, kính chào cô Minh Thúy. Dạ, thưa giáo sư cho biết là những điểm nào của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại nên đặt ra với hành pháp và lập pháp trong những ngày tới? Dạ vâng, thưa chị là hiện nay có hai cái vấn đề quan trọng nhất mà cộng đồng Việt Nam nhân cái dịp mà có cái thỉnh nguyện thư để trình với Tổng thống trong ngày hôm thứ hai này. Có hai vấn đề chính yếu, đó thứ nhất là vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Mà vấn đề quyền này đó là đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng hai cái công ước về nhân quyền mà Hà Nội đã ký kết. Vấn đề thứ hai là vận động hành pháp cũng như là lập pháp, đặc biệt là lập pháp thông qua cái dự luật nhân quyền, là bởi vì trước đây Hạ viện Hoa Kỳ đã hai lần thông qua dự luật nhân quyền nhưng mà Thượng viện chưa từng cứu xét. Và bây giờ Hạ viện năm nay lại thông qua dự luật nhân quyền nữa, và tại Thượng viện thì có một dự luật nhân quyền do một thượng nghị sĩ Corning từ tiểu bang Texas đề nạp từ tháng 5 năm ngoái nhưng vẫn chưa được cứu xét. Dạ thưa, theo ông thì Hạ viện và Thượng viện đều có dự luật về nhân quyền cho Việt Nam. Hai dự luật này có những điểm nào khác nhau? Dạ vâng, cái dự luật nhân quyền ở Hạ viện đó, nó có nhiều cái điều khoản, có những cái biện pháp đối phó với nhà cầm quyền Hà Nội khắc khe hơn. Nói ví dụ, trong cái dự luật của Hạ viện đó, là nếu mà Việt Nam không có cải thiện tình trạng nhân quyền thì có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề ngân khoản cho những cái khoản viện trợ giúp cho Việt Nam mà không phải là viện trợ nhân đạo đó thì sẽ bị kết chấm dứt hoặc là ngưng cho đến khi nào Việt Nam cải thiện. Vấn đề thứ hai nữa là dự trù có ngân khoản, tăng gia ngân khoản, ngân sách cho Đài Á Châu Tự Do chống lại cái sự phá sóng của nhà cầm quyền Hà Nội đối với Đài Á Châu Tự Do. Và cái thứ ba là có ngân khoản để giúp cho các cái tổ chức vận động nhân quyền và dân chủ tại trong nước. Thì đó là những cái điều khoản, có những cái biện pháp đối phó với cái để trừng trị nếu mà Việt Nam không cải thiện nhân quyền. Trái lại, cái dự luật ở Thượng viện bây giờ đó mà do Thượng nghị sĩ Corning đề nạp thì nó nhẹ hơn nhiều. Nó chỉ có hai cái điều khoản. Điều khoản thứ nhất là đối với những nhân vật cao cấp của Cộng sản Việt Nam có liên hệ trực tiếp đến cái vấn đề vi phạm nhân quyền, tội chống nhân loại, thì hành pháp sẽ có biện pháp thứ nhất là không cho những cái nhân vật đó đi vào nước Mỹ. Cái thứ hai là nếu mà họ có những cái tài sản nào ở Hoa Kỳ, có ngân khoản, có trương mục nào, thì sẽ bị frozen, tức là bị đóng băng, không cho được sử dụng. Ngoài ra, cái dự luật của Thượng nghị sĩ Corning cũng đòi hỏi hành pháp, tức là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Vậy, hai cái điều khoản này đó là hết, chứ không có nói đến cái vấn đề các cái tài khoản về vấn đề thương mại hay là vấn đề viện trợ cũng như là vấn đề giúp đỡ cho Đài Á Châu Tự Do hoặc là các cái tổ chức nhân quyền và dân chủ ở trong nước. Dạ, trước đây á thì dự luật nhân quyền cho Việt Nam luôn gặp khó khăn ở Thượng viện. Ông thấy lần này những khó khăn đó có còn hay không ạ? Dạ vâng, như chúng tôi vừa thưa với quý vị đó, thì cái dự luật nhân quyền trước đây đó, nó ở do bà Thượng nghị sĩ Boxer đề nạp ở Thượng viện này, nó có những cái điều khoản tương tự như cái dự luật nhân quyền ở Hạ viện, nghĩa là nó có những cái biện pháp trừng phạt đối với Việt Nam nặng nề, liên hệ đến thương mại, liên hệ đến cái vấn đề viện trợ các cái tài khoản đó. Vì vậy mà trước đây ở trên Thượng viện, đặc biệt là Thượng nghị sĩ John Kerry cũng như là Thượng nghị sĩ Jim Webb, là hai vị Thượng nghị sĩ đang đứng đầu Ủy ban Ngoại giao Thượng viện và cái subcommittee của Đông Á Châu Thái Bình Dương, thì họ thấy rằng là nếu mà có những cái biện pháp nặng nề như vậy, nó sẽ
làm khó dễ trong cái vấn nó ảnh hưởng không tốt đối với vấn đề giao thương với Việt Nam, và Hoa Kỳ cũng cần bày tỏ cho Việt Nam thấy rằng là Hoa Kỳ muốn Việt Nam trở thành một người bạn, nhưng mà đồng thời cũng muốn Việt Nam cải thiện nhân quyền. Thì cái dự luật mới của ông John Conning đó, bây giờ đang nằm ở Thượng viện đó, nó nhẹ hơn và đúng là cũng một cái mục tiêu như vậy, nhưng không nói đến vấn đề tiền bạc mà đòi hỏi là phải tôn trọng nhân quyền và đòi hỏi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC mà thôi. Do đó chúng tôi nghĩ rằng đặc biệt là năm nay với cái phong trào vận động của cộng đồng người Việt rất là mạnh mẽ khắp nơi ở Hoa Kỳ với hơn 100.000 cái chữ ký cho đến ngày hôm nay, thì chúng tôi thấy rằng là cái hành pháp cũng như lập pháp Hoa Kỳ thấy rằng cộng đồng Việt Nam rất quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Do đó tôi hy vọng năm nay là năm bầu cử, tiếng nói của cộng đồng Việt Nam có trọng lượng và ảnh hưởng tốt đối với hành pháp cũng như lập pháp Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phỏng vấn với giáo sư Nguyễn Thanh Trang từ California. Minh Thúy xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Và cũng để tiếp tục nói về những quan điểm cho cuộc vận động nhân quyền tại Việt Nam, sau đây xin kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp xúc của chị Thi Nga với ông Lê Văn Thao. Kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, phòng thu hình của chúng tôi được đón tiếp một vị mà vừa từ tàu bay tới, đã tới liền phòng thu hình để mà có vài lời chia sẻ với chúng tôi về cái chuyến đến thăm vùng thủ đô. Xin ông vui lòng tự giới thiệu với lại khán thính giả. Kính thưa quý khán thính giả của đài SBTN DC, tôi là Lê Văn Thao ở thành phố Fort Smith, tiểu bang Arkansas, vừa mới đến đây để tham dự cùng với phái đoàn đến để ngày mai với ngày mốt đi để tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam. Dạ, như vậy là hồi ở Việt Nam thì ông làm ở trong ngành nào ạ? Dạ, tôi ở Việt Nam thì làm ở ngành cảnh sát. Dạ, ông qua Hoa Kỳ là năm nào? Tôi qua đây thì năm 1975. Dạ, ở đó cho tới bây giờ? Ở đó cho tới bây giờ. Dạ, như vậy trong cái cuộc vận động này đó thì ông có làm thủ tục, ông có xin cái clearance để mà vào tòa Bạch Ốc không ạ? Dạ có. Tôi có liên lạc được với, được biết đài SBTN có phổ biến những tin tức. Rồi kế đó thì tôi cũng có làm cái thủ tục đưa chuyển qua cho ông Nguyễn Đình Thắng. Dạ. Để điền vào mấy cái form của ông gửi cho tôi. Dạ, nghe như vậy tức là chắc ông cũng vẫn thường xuyên nghe đài SBTN tại chỗ địa phương của ông cư ngụ phải không ạ? Dạ đúng vậy. Ở đó đông người Việt. Dạ đúng vậy. Ở địa phương tôi thì có đài SBTN, đài tiếng Việt nghe rất thích. Là tại vì cũng nhiều người, chính gia đình tôi cũng có. Thành ra cho nên chúng tôi theo dõi thường xuyên. Nhất là cái kỳ này đó thì mỗi ngày vào buổi chiều 7 giờ rưỡi chúng tôi đều có liên lạc, có nghe. Dạ. Như vậy ông nói là ông từ Arkansas lên đây thì ngoài ông ra có ai đi cùng không hay là như thế nào ạ? Chỉ có, theo tôi biết thì chỉ có một mình tôi đi thôi. Dạ, thế vâng. Là chỉ có một người. Dạ. Cho tới ngày hôm nay thì ông đã nhận được cái sự trả lời nào của giới chức tòa Bạch Ốc không ạ? Chưa. Vâng. Tôi không có nhận. Nếu vậy thì theo tôi nghĩ là chắc là họ không có, nghĩa là chưa xét cho ông để vô tòa Bạch Ốc, nhưng mà không sao phải không ạ? Ông cũng vui lòng là vẫn là ở bên ngoài khuôn viên để mà biểu dương hỗ trợ cho cái sự đoàn kết, cho cái sự việc mà chưa hề có trong cái quá trình của người Việt ở Mỹ cũng như là hải ngoại nói chung phải không ạ? Đúng vậy. Dạ, vâng. Thiệt ra thì tôi đi đây đó là để đi yểm trợ cho cái phong trào đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam thôi. Dạ. Còn cái chuyện vô tòa Bạch Ốc hay không vô cũng vấn đề, không thành vấn đề. Bởi vì đã có một số gì trong đó đã có cái danh sách để đi rồi. Thì dạ, thấy vâng. Rằng những gì đó cần thiết để vô. Thì, còn bên ngoài chúng tôi yểm trợ là cái việc là cần phải làm. Dạ. Thế còn cái ngày sau đó, tức là hôm thứ ba đó, mà cái việc mà lên Quốc hội đó, chắc ông cũng sẽ tham gia. Đúng vậy, phải đi chứ. Kỳ này là tôi đi trọn vẹn cho ngày mai và ngày mốt. Thì chừng nào hết chương trình thì mới về. Còn, còn chương trình là còn ở lại cho hết cuộc. Dạ vâng. Cái tình hình ở Việt Nam bây giờ nó có nhiều những cái chuyển biến, những cái diễn tiến. Ông nghĩ thế nào ạ? Cái diễn biến là diễn biến theo
nếu mà đối với chế độ cộng sản á, thì họ làm không có dân chủ, không có nhân quyền, cho nên mình cần phải bên đây, bên Việt Nam là cái trách, gọi là những người bên đó ta đứng lên để ta tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền bên đó. Nhưng mà mình đó, người ở hải ngoại này, cần phải yểm trợ cho họ rất là, bây giờ mình có đủ phương tiện, mình có tự do để mình yểm trợ cho họ, cho bên Việt Nam. Việt Nam nói ra cái là bên bển là nó đã bắt bớ, giam cầm. Dạ. Đó, tội nghiệp cho những người mà ta đương ở tại bên đó, là người ta thí dụ như tất cả những người về tôn giáo, ví dụ như linh mục Nguyễn Văn Lý hay là Thích Quảng Độ, rồi cái bên chánh trị thì cũng như có luật sư Cù Quy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân và một số những người khác nữa, thì họ đương bị tù đài, bị giam cầm hoặc bị giam lỏng, thì mình bên đây mình cần phải yểm trợ. Và cái phong trào cái kỳ này là cái kỳ làm đúng nhất. Dạ. Ông vừa mới nói đúng nhất là theo cái phương diện nào ạ? Theo tôi đó thì cái kỳ này đúng nhất là bởi vì tất cả người Việt Nam mình ngoại quốc lúc này là đến cái lúc là lúc bầu cử của nước Mỹ, lúc này là cái phong trào bên bển nó về cộng sản đương đàn áp tự do tôn giáo, đàn áp những người tranh đấu cho nhân quyền, đàn áp những người tranh đấu cho đối với Trung Cộng nó chiếm đất của mình, chiếm đảo của mình, thì đây là một cái cơ hội để cho mình đứng lên để mà tố cáo cộng sản, để nhờ chánh quyền của Mỹ để giúp với Việt Nam để mà có được nhân quyền. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Lê Văn Thao đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào quý khán thính giả. Xin kính chào khán thính giả đài SBTN. Cảm ơn cậu Thi Nga. Cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoạt Tiền Đốn đến đây xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Vạn Lý xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.